con không có quan tâm thứ này lắm đâu, tại vì con cũng sao ta không có phải gu con á. Không có phải gu con á. Không có cái ấn tượng gì hết à. Lúc mà nghỉ giữa giờ, con lấy cái điện thoại của vợ con, cái con lấy hết thông tin luôn. Con nhắn qua số của con. Em không mấy giờ hết dịch rồi, tranh thủ mình đám cưới đi, không dịch nữa. Tưởng đâu cầu hôn con, rủ con đám cưới giống rủ đi xem phim, đi cà phê gì đó. Đó, con hụt hẫng liền. Con tên là Phan Ngọc Trinh, con 33 tuổi. Con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Con làm content creator. Kênh của vợ chồng con là Vợ Chồng Nhà Tám. Con chuyên làm những cái nội dung về entertainment, kiểu như mang những cái câu chuyện vui, tích cực. Rồi mời chồng của Ngọc Trinh. Dạ xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quốc Thuận. Con tên là Hồng Phát, mọi người thường biết đến con với cái tên là Tám. Tại vì tên Phát mọi người thấy đọc chạy ra là thứ 8 nên thành ra gọi con là Tám không ạ. Con hiện tại đang sinh sống thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Và công việc của con cũng là content creator. Rồi bây giờ hai vợ chồng nhà Tám, chúng ta quay ngược là cái thời gian mà hai đứa thời gian trở về quá khứ phút giây chành lòng. Đó, cái phút giây mà hai đứa bắt đầu chành lòng. Đó, chành lòng. Hai đứa con là làm chung công ty bên mảng xe ô tô. Quê con ở Tây Ninh cho nên là con làm ở chi nhánh Tây Ninh. Chồng con thì làm ở chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Tụi con có đào tạo tập trung. Con cũng không có quan tâm thứ này lắm đâu, tại vì con cũng sao ta không có phải gu con á. Không có phải gu con á. Không có cái ấn tượng gì hết à. Bữa đó con tình cờ con chụp hình cái phòng đào tạo để gửi cho mấy đứa bạn xem là ta đang đào tạo nè, kiểu vậy đó. Sau này nhìn lại cái tấm hình đó, tự nhiên có khứa đứng quay mặt nhìn mình. Để quay lại y như là tín hiệu vũ trụ. Tự nhiên trong tấm hình đó có một khứa nhìn với ánh mắt thèm khát. Con xác nhận lại là có thèm, có thèm. Đó, như vậy là bên này là khoái bên này nè. Con biết vợ của con trước khi mà vợ con đi lên học đào tạo rồi. Tại vì lúc đó làm chung một công ty thì cũng đông lắm, mà làm chung hệ thống thì người ta đồn với nhau. Ê 88 ở dưới Tây Ninh đó có con nhỏ kia, nó đẹp lắm mày. Mà nó mặc cái váy ngắn con gian tay à. Chân nó dài nè, đẹp lắm xinh lắm. Mà cái con thấy lên thấy cũng xinh thiệt. Cái con đi vô con mới địa, con nhìn có nhìn gian tay thiệt không? Dạ bằng gian tay thiệt, là ngắn nhất hệ thống luôn. Đúng không? Con là chân dài nữa. Dạ. Đó. Rồi sao nè? Lúc mà nghỉ giữa giờ, con lấy cái điện thoại của vợ con, cái con lấy hết thông tin luôn. Con nhắn qua số của con. Tự nhiên giống như điện thoại của mình vậy. Dạ. Ký ức của con là lúc đó không quan tâm gì hết, con đào tạo xong con cũng về quê bình thường. Đó, sự nghiệp mà làm sale những thời điểm đó là rất là chỉ tiêu cơ. Lúc đó hai đứa về rồi cái cũng 2 tháng sau á. Dạ đúng. Không có nhắn tin gì hết cô, thì tự nhiên cái bữa đó con cũng không có vui trong bụng, cũng sao sao cái có tin nhắn của này là nhắn để hỏi về công việc thôi, con cũng trả lời cái xong nhắn tin qua lại sao mà hợp gu quá sao. Cái kể từ đó nhắn tin từ sáng, cứ sáng mở mắt ra nhắn tin tới khuya 12 giờ đêm, 1 giờ đêm, nhắn tin mấy tháng trời. Đợt đó chắc con không vượt chỉ tiêu đâu ha, nhờ vậy mà bỏ luôn làm xe đó em. Lý do gì mà lấy Facebook rồi mà tới 2 tháng mới nhắn tin vậy phát? Con thích bạn nhưng mà cũng lo công việc. Thứ hai nữa là mình phải theo dõi người ta, coi người ta làm sao, thích cái gì nè, cái xu hướng nói chuyện là làm sao nè, rồi thời gian online làm sao nè, người ta quan tâm gì nhất thì bạn này là quan tâm công việc nhất. Ừ. Nó không có đang có mối tình đúng không? Bận không? Dạ, dạ không. Không mà tại sao vì sao lấy đâu? Dạ, dạ không. Có chị. Có nhiều người theo đuổi con lắm. Nhưng mà Tám không chịu. Dạ, con không chịu. Sau đó là coi như là có cái việc gọi là nhắn tin suốt. Dạ. Tám là ở Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Còn đây là ở Tây Ninh. Dạ. Dạ vậy mối tình này sao ta? Cũng săn dữ à. Sau đó khoảng cũng 2 tháng luôn, hẹn nhau đi xem phim. Con ở Tây Ninh, con xuống Sài Gòn xem phim. Con sang quá, con quá sang. Hôm bữa đó đi coi phim rồi cái về dính luôn á cô. Vô trong phim có coi phim không? Có nhớ được bộ phim đó là phim gì không? Thật sự là con không nhớ bộ phim gì. Lúc đó cái vô cái con ôm luôn, cái con thấy cũng chịu, cái cũng dựa đầu vô con luôn. Cái con nghĩ là đến được với nhau rồi đó, có nghĩa là thương nhau rồi đó. Dạ. Chứ con cũng không tỏ tình gì hết luôn. Hôm bữa đó xem phim xong con về Tây Ninh. Rồi nó sang quê luôn á, nó bắt xe lên đây coi phim, xong rồi nó coi phim xong nó về liền trong đêm. Gặp nhau thôi, về nhà là vẫn nhắn tin. Mà con không biết động lực đâu mà nhắn tin từ sáng mở mắt ra tò mò thôi là thấy tin nhắn rồi. Rồi xong rồi tới 12 giờ đêm, 1 giờ đêm chừng nào thiếp ngủ thiếp đi quên luôn á, chứ không có mà chào tạm biệt nhau nha. Là ngủ quên luôn đó, sáng sớm rồi vậy là tối qua em ngủ quên vậy đó. Tốn hơi tốn sức dữ lắm luôn. Là tụi con xài sức khỏe sang quá. Quá sang. Rồi trong bao lâu thì chịu hết nổi với cái tình trạng đó mà phải khiến hai ta về một nhà? Tức là con có chuyển công tác không? Chuyển công tác là khúc sau luôn chú. Dạ, trước khi chuyển công tác là tụi con có khúc chia tay. Ủa sao chia tay vậy? Con thì lúc nào người con cũng muốn vui vậy đó, cũng muốn là cuộc sống mình hứng khởi, tràn đầy năng lượng. Mà con không biết sao mà hứa lúc đó nha, cứ bị áp lực cái gì công việc rồi cuộc sống này kia các kiểu, thì đi nhậu về cái khóc.
lúc nào cũng buồn mà con an ủi hoài, con nói hoài không được. Đó con cũng buồn, con cũng giận. Cái con nói thôi chia tay đi. Khoảng 2-3 tháng á, 2-3 tháng là... Cái con cũng là người chủ động, chịu không nổi, cái con cũng kết bạn lại, cái con nhắn tin, con hỏi thăm lại. Cái khúc đó là vợ con lên Sài Gòn làm việc rồi. Thì tới cái khúc này là đụng cái là năm đó vô năm dịch, vợ con lúc đó đang ở trọ. Mà con sợ là ở bên ngoài á, lại ở một mình, rồi không ai chăm nom, không ai chăm sóc này các kiểu. Cái con nói thôi em ơi, giờ qua nhà anh ở đi, đỡ mất công, có chuyện gì thì anh có chừng. Đỡ tốn kém nữa. Ủa nhưng mà lúc đó con ở chung với ba mẹ hay sao? Dạ con ở chung với ba mẹ. Là ba mẹ đồng ý cho bạn về ở luôn? Dạ, tại vì ba mẹ con thương vợ con lắm. Cái thời điểm mà hai tụi con chia tay á là mẹ khóc nhiều lắm. Cứ mà có gì hay là đi với ai hay gì đó là mẹ con la liền. Rồi mẹ con sẽ nói con biết liền. Thời điểm đó cũng nhờ có mẹ nhiều lắm. Tưởng đâu phong tỏ ở đất, phong tỏ cái 3 tháng luôn. Hên là đi qua nhà Khứa này. Đó là hai đứa ở chung luôn. Chỉ còn cái hợp thức quá là đám cưới thôi. Dạ. Dịch xong á thì con có rủ vợ con đám cưới. Coi video thấy người ta được cầu hôn mê quá trời, người ta đi ra đường đi bộ rồi người ta cầu hôn quá trời luôn. Tưởng đâu cầu hôn con, họ rủ con đám cưới giống rủ đi xem phim, đi cà phê gì đó. Đó con hụt hẫng liền. Con nghĩ là thân á, cái tính của con cũng đơn giản. Cái con nói em không mấy giờ hết dịch rồi tranh thủ mình đám cưới đi, không dịch nữa. Rồi cái nó cũng chịu luôn. Dạ chịu luôn. Bây giờ lỡ rồi cô. Nó ở chung rồi. Vậy không à, không cưới sao được cô, phải cưới. Đúng rồi. Thôi kệ, nó cưới là hơn rồi cô. Nó cưới là hơn rồi. Rồi cưới xong rồi bắt đầu mới nghỉ làm xe đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mới chuyển qua làm này cái gì. Dạ. Lần đầu tiên luôn con nhớ là con lai chỉ được có vài trăm ngàn thôi cô. Nhưng mà một tuần sau đó cứ mỗi phiên lai của con á là con kiếm được khoảng 2-3 triệu. Xong cái con mới cố gắng. Chồng con thì mấy cái nền tảng này nọ gì cũng biết hết á. Con mới hỏi chồng con chỉ con học. Được cái chậm với khán giả cũng thương. Con quan trọng mang mấy câu chuyện đời vô trong cái tiểu phẩm á. Rồi cái cũng được đón nhận cái quá trời view luôn. Cái con mê quá trời luôn. Thứ này dụ con nghỉ việc nè, livestream thấy thu nhập cũng cái này ok hơn làm công ty nha. Rồi vừa chăm con được mà vừa có thể kiếm tiền sửa tả này nọ nữa. Ok quá chừng luôn. Sẵn cái đó qua luôn, qua cái phần mà phần kia. Mà kia đi lúc mà bắt đầu ở chung nhau là tật xấu lòi ra làm sao nè. Đó, vợ con có mấy tật xấu lần. Cái thứ nhất á, nó như đàn ông vậy, bộc trực nè. Thẳng thắn như ruột để ngoài da. Có gì nói thẳng, nói thẳng liền, nói liền. Cái thứ hai nữa là cái gì nặng nó cũng làm. Con không có ngờ mà nó khiêng một cái bình nước suối 20 lít mà nó bỏ lên cái máy nước. Cái củi của con á là nó khiêng từ dưới lầu 1 khiêng lên lầu 3 rồi xong về tự động ráp luôn. Ủa vậy là tính tốt. Tốt quá. Nhưng mà với con nó là tật xấu là bởi vì nó không có chia sẻ với con đúng không? Dạ tại vì nếu mà mình sống mình á tự làm vậy ok. Nhưng mà nếu mình sống hai người mà một người phụ nữ mà làm hết trơn mà tự gồng lên như vậy thì nó mất đi cái sự dịu dàng với lại cái sự đầm ấm của gia đình. À, giống như vậy nè, em làm chuyện nặng thấy tôi làm việc nhẹ. cái cảm giác dạ. Của con giống như là để cho mình làm cái đi để mình còn phụ giúp được này kia các kiểu. Nhưng mà con có nói cái điều đó và có hay gây với nhau về cái chuyện đó không? Dạ có, con cũng có nói nhiều nhưng mà vợ nó thôi tính em vậy á, anh để tại vì em sống mình lâu rồi. Con cũng thấy quen rồi chú ơi, con thấy đồ là con làm à. Bây giờ còn không? Dạ bớt rồi. mới bớt hồi cách cỡ nửa năm nay đổ lại nè. Chắc sức khỏe nó yếu bớt á. Chắc là bé sao đúng không? Đúng rồi. Tại vì đẻ sao mệt á chị. Chứ còn nó còn sức làm tự làm nữa. Bị cái vô cái tánh rồi. Rồi gì nữa nè. Trong lúc mà nói chuyện nhau á, cái này là con khó chịu cực kỳ luôn á. Là hồi lúc quen nhau con đã biết rồi. Vợ con có cái nút mute trong đầu á. Em lặng bất cứ lúc nào á. Thời gian gần đây mới thú nhận là anh ơi em có cái năng khiếu hay lắm. Là em nói chuyện với người ta em gật vậy nè. Em nghe chủ động luôn nhưng mà em có cái nút mute trong đầu em á, chỉ bật lên cái là anh nói gì em không nghe đâu. Nên nhiều lúc mà cãi lộn á tính con hay trình bày lắm. Là vợ con bật cái nút đó lên là giống như con ngồi nói chuyện mình vậy đó. Cái đó không phải mute mà là biết tạm thời á, kệ nó muốn nói gì nó kệ, không quan tâm. Nói nhiều nhức đầu cô đó. Nói nhiều lắm, chồng con được cái nói nhiều lắm. Nhưng mà nấu ăn uống thì sao? Ăn chồng nấu. Bà biết nấu không? Con cũng biết, vợ con có biết nấu ăn không nữa. Thật sự. Bây giờ con chưa giờ luôn luôn lại luôn á. Dạ, tại vì cái lúc mà về nhà con ở ấy thì vợ con nói là thôi để anh nấu hay là để mẹ nấu đi, tại vì em sợ không dám nấu hợp khẩu vị, gia đình không ai ăn thì bỏ cơm uổng. Cái hôm bữa con đi du lịch với bạn bè con, với người nhà bạn bè con, cái nói vợ em vô em nấu anh ăn thử. Rồi cái nói thôi cái này nhiều người lắm nấu cái cũng kỳ. Con nghĩ bụng không mấy, chắc là về nhà má vợ mình thì vợ mình nấu đó em, tại vì cái khẩu vị cũng hợp ở dưới quê nè. Cái hôm bữa vợ con mới nấu nồi canh. Cái nấu được nửa đường rồi cái kêu bắp, cái này làm sao nữa vậy? À hiểu rồi đó, hiểu rồi. Là bé không biết nấu ăn nữ gì. Công gia chánh bé nó không có biết.
Con không có dám hỏi tại vì cái này cũng tế nhị, cũng lịch sự. Nhưng mà không ấy hỏi với vợ luôn này, thực tế là em có biết nấu ăn không vậy? Kiểu biết xương xương mà kiểu như mấy món cơ bản thì biết, nhưng mà kiểu không có giỏi thôi. Tóm lại là những cái công việc mà nhẹ nhàng trong bếp á, em ấy không có làm. Mà em ấy làm rồi cái gì nặng nhọc, giống như là chặt củi, đòi xong nhóm củi bình nướng. Rồi bây giờ con mong muốn Trinh thay đổi điều gì để Tám? Con chỉ mong muốn là vợ con bớt lại cái sự mà tự bảo vệ mình, có thể nghe nhiều hơn và nói nhiều hơn cái cảm nghĩ trong lòng của mình, con che chở được nhiều hơn. Nói chung là con phải tôn trọng ảnh chút xíu, tại vì ảnh đang làm chồng của mình mà tự dưng lúc nào đứng bên cạnh mình ảnh không có cái cảm giác ảnh phải là người bảo vệ, tự nhiên ảnh cũng chạnh lòng. Rồi bây giờ tới con đó Trinh nè. Tấm vợ nói về tấm chồng á. Chồng con có cái tật xấu mà con rất là sợ, con sợ từ lúc mà con phát hiện ra, từ lúc con ngủ chung đến lúc đám cưới đến bây giờ con vẫn sợ. Là ngủ mớ mà mớ khủng khiếp lắm con. Con đang ngủ rất là ngon, khứa này tự nhiên đâu á, ôi trong cái phòng rất là kín luôn mà la quá trời luôn, nó tru lên như sói vậy. Nó tru lên á cô, đúng rồi, dùng từ đó đúng rồi đó. Đó từ đó giờ con biết dùng cái từ gì luôn, giờ không tru, bây giờ lên đẳng cấp, lên level rồi. Cái gì nói luôn, cách đây mấy hôm thôi là ngủ cái mớ mà mớ ra tiếng luôn mà con tức lắm. Con dặn lòng là con phải nhớ đặng sáng con kể cho Phước nghe, tại Phước mới nhanh quá con quay lại không có kịp. Phước nói cái gì mà bốn chữ nè, cái gì đó mà con nói con nhớ không ấy, rồi nhớ rồi ngủ là sáng không được quên nha. Cái xong sáng thì con quên, là con quên mất tiêu luôn. Con tưởng một mình thôi, bây giờ thằng nhóc của thằng con, thằng nhỏ cũng mơ, nó mới là mới có di truyền, nó mới di truyền luôn. Lâu lâu nó ngồi vậy nó nhìn vậy nè, rồi nó mở mắt luôn mà nó đang ngủ rồi, coi như là con nằm ở giữa đó. Cái xong con nhìn hai cha con không ngủ nổi luôn. Tắm cha tắm con nó mới được. Rồi, thôi cái mới đó là cái hành vi không thể mà kiểm soát được. Đó, cho nên không thể xem là tật xấu. Còn cái gì khác không? Chồng con bị nghiêm khắc thái quá. Ví dụ như cái đồ đó để đâu, xài xong để đó. Cái máy massage mua về, người ta bọc lại siêu này nọ, mở ra, xài xong, bỏ vô lại, y chang lúc chưa bóc siêu luôn. Không, bây giờ sợ. Mỗi lần con bị mỏi con đâu dám lấy ra xài. Tại nó vì con hư biết. À, con kỹ xài rồi, nó sợ kỹ hư lắm đó. Luôn. Trời ơi, kỹ à, lắm. Không, như vậy là kỹ. Kỹ. Quá đó. Kỹ. Quá kỹ. Có quan tâm vợ mà một cách thái quá luôn không? Y như con gái luôn, là, con không quen luôn. Chăm sóc nhưng mà từ cái ăn uống rồi đi ngủ, là tối bắt lên ngủ đúng giờ á. Rồi cái con nằm con coi điện thoại coi tivi là la liền kêu tắt đi ngủ. Làm con bị mệt, con không quen á. Đạt những cái đó kiểu như là cũng hơi khó chịu á. Đến nỗi mà ví dụ như con đi ra đường đi, con make up xong cái thôi, em sao không trang điểm lấy cổ, lấy phấn dặm ra cái lưng luôn cho con, kiểu vậy đó. Cho nên là nhiều khi con nói thôi bớt rồi được không, thôi em thấy vậy được rồi, kiểu vậy. À đúng rồi ha, quên nói cái này luôn, làm TikTok thay vì có cái chai bót thì cắm lên quay đi, có cái chai bót nó mới không có nhích đi được. Bắt con cầm vậy nè, cái con quay thì con quay thì nhiều khi con cũng phải ngứa ngáy rồi đó. Quay vậy nào mà Phước quay clip lâu lắm, con quay thì nhanh, con quay có 5 phút xong rồi Phước quay 15 phút 10 phút hồi á, cái xong Phước coi cái bị méo cái Phước la con cái kêu quay lại. Trời ơi, mỗi lần mà nó mai mốt nha, mai mốt mà anh quay nha, anh lấy cái chai bó anh cắm anh quay giùm em. Trời ơi, chứ em quay cho anh mỏi tay quá mỏi. Giờ con ước mong Phước Tám thay đổi cái gì đi. Có những cái mà kiểu như là anh bị hơi thái quá đó thì anh bớt lại cho người bên cạnh của anh được thoải mái hơn xíu. Em cũng lớn rồi, em cũng là mẹ rồi thì em cũng biết tự chăm sóc người, mặc dù đó là tình yêu tình thương, nhưng mà nhiều khi thái quá làm cho cái người bên cạnh mình hơi bị ngợp nghẹt á, bị ố về. Ố về. Mọi thứ yêu thương chăm sóc quan tâm là điều đó là điều rất đúng. Dạ, nhưng đó. Đừng có ố về quá. Dạ, đúng rồi. Nhớ nhẹ nhàng lại. Con có muốn một cái bày tỏ dạ. Hay là con có muốn làm một cái gì bất ngờ không? Dành gì? Tặng cho bé Tám không? Dạ. Đây là cơ hội và sân khấu này là của con. Thông qua chương trình này thì anh cũng hiểu em mong muốn anh là sẽ bớt cái sự mà hơi quá mọi thứ. Thì anh cũng sẽ tiết chế anh lại. Lúc nãy là vợ có nhắc về cái chuyện mà hồi năm đại dịch á, cái tính của anh thì hồi xưa anh thẳng quá, anh đơn giản, anh hơi thực tế, nhưng anh chưa có cầu hôn với em. Qua cái kỷ niệm ngày cưới 2 năm cũng một ít hôm rồi, nhưng mà cho anh xin phép là có chương trình đây, anh cũng cầu hôn em. Anh biết là về sống với nhau là vui, sẽ rất là vui, khổ thì cũng sẽ rất là khổ, nhưng mà em có thể ráng khổ và ráng vui cùng với anh mấy chục năm nữa không? Làm vợ nha. Giờ xúc động quá rồi kìa. Ơi, xa cách vậy, thường này xong là phải ôm ấp đồ. Vợ nói gì chồng đi? Có mắc cỡ. Tại vì hồi đó giờ chồng không có sến vậy.
cái tính của em hơi cọc thì có những lúc á em cãi nhau với anh á, nhiều khi em nói những cái lời không hay á, sau đó là buổi tối á, nhiều khi thường ngẫm lại những cái lời mình nói á thì cũng thấy nó kiểu như là không có đúng đó, thì sau này em sẽ tiết chế em lại để vợ chồng mình vui vẻ hơn, chứ nhiều khi gây lộn vài cái mất tình cảm thì sau này em sẽ tiết chế cái cảm xúc của mình lại, với lại lắng nghe nhiều hơn, không có làm cho hai đứa phải buồn, cho gia đình phải buồn. Hay quá, cả hai cùng tiết chế hết. Đúng rồi. Em thôi thôi, đầu tiên hai bạn giới thiệu cho mình. Dạ, em tên là Trần Kim Khánh, năm nay em 29 tuổi, nghiệp là kinh doanh. Còn em? Em là Nguyễn Thị Châu Pha, em năm nay 23 tuổi, em đang là kế toán. Tụi em lấy nhau lâu chưa? Dạ, được 1 năm ạ. Có em bé chưa? Dạ chưa. Quá xong. Thôi, hai em là gặp nhau và quen nhau ra sao? Tụi em là quen nhau trên Yahoo Chat, 2008 tới bây giờ. 2008, 16 là 8 năm. Thì lúc đó em học lớp 9. Vậy thì tụi em chính là đã gặp được anh này chưa? Dạ không. Em chưa gặp nhau anh. Ủa, tại vì chat mà không cho thì không cho gặp mặt. Công ty em đâu có webcam đâu mà biết mà. Tụi em đâu có không có chụp hình á. Xin không bao giờ cho mà cứ xin em biết thôi. Ủa rồi coi như là giống như là mình có chat với nhau mỗi ngày không, hay là chỉ lâu lâu thoảng qua rồi biết là đó là một người bạn trên Yahoo thôi? Lâu lâu chắc cho vui thôi chứ đâu có ý định gì đâu chị. Bao lâu thì mới gặp nhau? Em học năm 2 là tụi em bắt đầu gặp nhau. Wow, vậy là mấy năm ta? Dạ 5 năm. Coi như biết trên Yahoo mà 5 năm mới gặp ngoài đời á. Dạ. Dạ em thì không có ý định là sẽ gặp. Em nói là xác định chat với ông anh này cho vui thôi, không có ngày gặp mặt đâu. Nhưng mà lý do gì mà gặp? Dạ, anh cứ nói là em ơi giờ anh trả quà. Em quà là sao? Cái này nè, là hay ham hố là chơi game với hay đi nhảy audition rồi chat chích rồi không có học hành. Thì em biết làm biến thì coi như là tốt bụng mà. Thành hứa em đi đậu phổ thông đi, anh nhận quà. Còn mà đi đại học cao đẳng đậu thì vẫn đi chơi. Đi siêu tiên hay nằm xe gì đó. Lúc đó mình mắc nợ thì mình nghĩ thôi, mình trả nợ chứ không có ý định gì hết. Nhưng mà cuối cùng có đậu gì? Đậu cao đẳng. Đậu cao đẳng, dạ. Vẫn đi chơi. Dạ, dạ đúng rồi. Không giờ vẫn đi đâu rồi? Dạ hứa là vẫn đi siêu tiên nằm xe mà bây giờ em cũng chưa đi nữa. Còn bây giờ anh hỏi là nè, cái ấn tượng đầu tiên khi mà em gặp cái anh này như thế nào? Em vỡ mộng hoàn toàn. Sao vậy? Hồi trước chat với em á là đưa ra nhiều lời khuyên lắm. Em cứ nghĩ là anh chắc hư sinh, điềm đạm. Nhưng mà khi gặp á em hẹn anh ra. Trời ơi, cái đầu gì mà chọc dữ vậy? Chắc xác luôn. Mặc cái áo mà nó tua nhìn ghê á. Trời ơi. Mà cái quần thì rách rưới. Đi đôi dép thì dép kẹt cái theo tua. Cái xe cà tàng thì dánh đồ đề can hổ béo. Tùm lum hết luôn. Trời ơi, cái gì cũng rách hết trơn hả? Nói chung là te tua nhìn ghê. Nó có loại trang mà không cách của em không? Dạ, nó là em theo cách bụi á. Bụi. Bụi này chắc bụi bận luôn. Đúng chắc bụi không anh? Nhìn ghê lắm anh, mà lúc đó anh ốm lắm đâu phải như bây giờ đâu. Rồi khi em gặp cô này thì như thế nào? Mập mà lùn mà để tóc ngố nó thiệt sự. Nhìn nó ngu đó. Chết. Vô lúc đó là hai anh em là vô trong quán cà phê ngồi uống, mà lại cầm điện thoại bấm rồi nói em biết nói gì. Nó cái này chín chuồng lẹ. Không, em lúc đó anh thấy anh nói em sợ giống như giật đồ á. Em nói anh ơi em có điện thoại rồi, bạn hẹn đi ăn này kia. Sợ anh trốn về luôn. Không dám gặp mặt nữa, nhắn tin em cũng không dám trả lời luôn. Không ấn tượng gì nhau vậy thì tại sao lại yêu nhau? Cũng vẫn vài đường sau thì lúc đó mới nhắn tin nói chuyện lại, thấy nghĩ mình gặp vậy có kỳ quá không? Tự nhiên thấy con ta xấu rồi mình không thèm nói chuyện nữa. Thì nó mới nhắn tin hỏi thăm. Thì vô tình hỏi được là bà ngoại năm của cái này nè, thì lên mổ mắt. Thì em lúc đó đang đi làm thì em qua em thăm. Rồi gặp vậy rồi có lấy lòng được liền bà ngoại không? Em không nói bạn trai, em chỉ nói là anh thôi. Rồi sau đó thì anh mới hẹn em đi xem phim. Em nói em không đi, tại vì em cũng còn sợ. Em nói anh bây giờ anh mua 2 vé rồi, mà lẽ mình anh đi vô rạp anh coi 2 vé đâu được. Thế là coi, vậy thôi. Vậy đó hả? Dạ. Rồi đến lúc nào thì mới yêu nhau? Thì lúc quen biết nhau qua lại được tháng thì em đi về quê. Thì tại tụi em là cùng hướng về quê mà. Thì em mới rủ là đi về không cho ké. Đi xe máy anh thì ngồi sau lưng á. Thì ngủ gục. Thì em sợ té lấy tay em tròn qua vậy. Mà đó thì va chạm thì thấy lòng hơi xíu xíu. Thấy cảm giác. Rồi là mình giống như là mình nốt lại cho đó đi. Rồi cái không nói gì cũng rồi có một đợt nữa em làm chim bao. Thì em thấy là tên này nè uống cà phê thì dẫn theo một người bạn trai nữa, lại giới thiệu là này là bạn trai của em. Thì không hiểu sao lúc đó mình đang nằm mơ mà mình thấy mình bực bội tức luôn, ngồi suy nghĩ sao là hẹn là cặp rồi tỏ tình luôn. Trời ơi công nhận hay quá mơ mới tình mộng mị á. Giấc mơ dữ dội. Rồi khi mà ảnh tỏ tình là có nhận lời liền không? Dạ không, em đâu có ấn tượng với ảnh, cũng đâu có phát sinh tình cảm gì đâu. Rồi đến khi nào thì hai người mới yêu? Nói vậy chứ cả tháng hơn là đổ rồi. Dạ. Dài ghê. Bây giờ chị hỏi nè, coi như cái thời gian yêu nhau thì vui vậy ha. Rồi đến lúc bây giờ hai người lấy nhau rồi 1 năm rồi á, có thất vọng về chồng hoặc là ngược lại chồng có thất vọng gì về vợ không? Thì cũng hơi nhiều. Kể 1-2 cái chơi coi sao. Dạ em hay có 2 cái tật kiểu như gì ghẻ vậy. Gì ghẻ muốn, là sao? Giả sử như em đi nhậu nha, trước khi đi á là phải hứa làm cái gì đó. Giả sử như chồng đi về giặt đồ nha,
trời ơi, bữa đó về tới 9 giờ 10 giờ mình phải ngồi giặt nguyên cái thao đồ, một cái tuần lễ anh nghĩ đi, mười mấy quần jean là áo thun sớ sơ mi ở nhà các kiểu, giặt xong là tỉnh rượu luôn rồi. Không có máy giặt hả? Không giặt tay, em không thích máy giặt. Coi như là xử theo kiểu gì ghẻ với lại con chồng. May mà còn chưa bắt lụm gạo với lại lụm tóc á. Không chị có không có nữa, nên về sớm đúng không, phải đi chợ để đồ sẵn, nấu cơm để sẵn. Rồi còn chưa, nếu mà đi coi đá banh á, 11 giờ phải về tới nhà, không về nhà nhốt ngoài luôn. Bị nhốt lần nào chưa? Rồi em ngủ bên nhà bạn em một lần rồi. Tại vì anh cứu với em là đúng giờ anh về, tới giờ đó em gọi không thấy về, em tức quá, phá cửa, tắt đèn hết, im lặng, không bắt quạt, không làm gì hết. Đứng đập cửa đùng đùng đùng, em ơi, em nghe mà, không trả lời luôn. Rồi thế là qua mấy anh đực hàng xóm của cát. Vui không? Lỡ mà bữa đó là không qua bên mấy ông anh mà qua mấy bà em thì sao? Anh muốn đi chừng nào anh đi mà lúc đó đi đâu chị thôi. Đi bộ mà có đem theo 20 ngàn uống lũ ly cà phê có đó banh cái điện thoại đi đâu chứ đúng không, ai chứa nữa, nhưng mà đều mình đi qua ngủ ké thôi chứ đi đâu nữa vợ. Có sao nữa lại hay hậu đậu nữa, quần áo mà ủi đúng không, quần áo là phải 3 ly, cái quần thì mất ly. Giống như quần là bò không có ly nào hết á. Tại vì trước đó là mẹ em là thợ may, tất cả mọi thứ ở nhà thì mẹ thì cưng con gái không muốn cho làm, thì bây giờ em có chồng rồi, em nghĩ là em ủi sao miếng thẳng thôi, em ủi là ủi từ quần tây mà ủi thành quần bò đó phải không? Dạ đúng rồi, ly quần lâu gì hết trơn. Hỏi còn gì nữa không? Dạ thì cũng hay ngồi xây giặt mà ngộ lắm anh, nhờ mình cái gì là rất là nhẹ nha, mình mà mình nhờ lại là kiểu như là khó chịu không? Không có chịu, hai chồng cùng lìa làm mệt như vậy đi, chơi trò là dần lưng qua lại đấm lưng á, nói hai chồng ưu tiên vợ đấm trước vợ đi, đấm 15 phút đi rồi vợ đấm lại cho đấm đã rồi hồi cho bộ ngủ luôn. Ngủ luôn đấy vợ, vợ vậy tới vợ đấm chồng không trả lời, giống như im re à. Giả chết đó, giả bộ vậy. Ví dụ đó tôi hiểu. Anh này cũng thấy dễ bị gài lắm. Nên gài được em cứ gài thôi. Vậy có nghĩa là vợ cái tấm giống như nít đó phải không? Dạ. Trẻ con ha. Thế dạ. Chồng em có trẻ con không? Nhiều lúc thì cũng có trẻ con, nhưng mà em không hiểu, anh hay nổi điên lắm. Ví dụ như hai vợ chồng đang ngồi coi phim ăn uống này kia, xong hỏi vợ ăn trái cây không? Ăn. Chồng gọt đi, rồi đi gọt. Ăn gọt trái cây, ăn xoài, em ăn có muối. Chồng ơi đi lấy muối đi. Vậy cứ bảo em xài giặt. Em thấy nhiều khi anh cũng sao sao á. Lên cơn bất chợt không biết lên khi nào. Vậy còn gì nữa không? Mê chơi game. Có bao giờ mà mê game mà đến nỗi mà bỏ bê luôn vợ của mình không? Trước lúc mà cưới á, là lúc đó em về quê, em đang nhắn, xong tự nhiên á không nhắn nữa. Em mới tức quá, em điện tới tấp á, hỏi anh đang đâu anh này kia. Nó, anh đang chơi game. Hỏi anh chơi game với ai? Anh chơi game thằng Mập. Em tức quá em cấm chơi với thằng Mập đó luôn. Lần nào cũng thằng Mập, lần nào hết. Mà thật sự thích nghe nói cũng vui duyên nè. Tại em chơi game mà đá banh mà điện tử thì đâu có ảnh hưởng gì đâu. Thì chỉ là mình chơi lúc mình tập trung đâu nhắn tin. Quên giờ chơi. Bạn lâu năm quen có 10 năm rồi. Mà quen tin này thì mới có 1-2 năm mà dám cấm em chơi luôn các bạn. Phải tại quê nhất là cái câu chơi ai chơi với thằng Mập. Lúc nào cũng thằng Mập mà không phải thằng ốm hay thằng nào cả. Cuối cùng giờ còn chơi với thằng Mập không? Thì thân cái gì? Dạ. Thích vợ, vợ chồng nó mới ghê chứ. À bây giờ là vợ lại thích vợ chồng. Giờ thì em nghiệm ra một điều, mê chơi game còn đỡ hơn là mê những thứ khác. Rồi thôi bây giờ em mong muốn bà xã bé nhỏ của mình á thay đổi điều gì? Dạ em cũng nhỏ thì cũng thời gian trưởng thành 23 đúng không? Dạ thì em chỉ là nói là bớt quan tâm với những chuyện không cần thiết một xíu sẽ thoải mái hơn thôi. Tại thời gian còn dài mà đúng không? Mới gần năm mà. Thế còn em? Em thì em mong ảnh bớt nóng tính, tại vì khi mà nóng tính anh hay cự cãi, anh hay to tiếng. Cũng có một lần cự cãi đến nỗi mà em nhốt ảnh trong phòng á. Coi như là ở trong phòng là nóng bực, nóng bức thì mồ hôi mồ kê chảy trong phòng, nhắn tin liên tục không thèm trả lời. Em mới nhắn em mà không về mở cửa anh là anh rồi điện mắt mẹ. Rồi lúc đó mới về. Dạ. Đặc biệt cái là anh hay mắc lẻo á, tèo lẻo với mẹ đó. Dạ đúng mẹ rồi đó, đúng không? Dạ đúng. Khi mà giận nhau rồi bất cứ chuyện gì á là bắt đầu điện về mắc hay là mắc lẻo đủ thứ chuyện hết. Rồi giờ chị nói nè, thực ra cặp của tụi em á kể xấu nhau nhưng mà rất là hạnh phúc. Chồng thì cũng biết cái điểm yếu của vợ là vợ lăng nít rồi. Chỉ có điều á là nếu mà con nít đó mình dạy nó làm sao thì nó sẽ phản ứng ngược lại với mình y chang vậy. Cho nên em lựa cách mà dạy nít. Bây giờ thôi giờ nè, hai chồng có muốn có con liền không? Có chứ anh. Thôi thì hôm nay anh Thuận chúc cho hai vợ chồng Khánh và vợ Khánh hai vợ chồng lúc nào sống vui vẻ hòa thuận, và đặc biệt là sau chương trình này về là sẽ có tin vui ha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em. Chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu, em là Tô Đình Khánh. Em năm nay 30 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Khánh là bán hàng online. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online ạ. Vậy hả? Trời ơi. Khánh ơi, từ bữa giờ thì có làm thêm công việc gì nữa không Khánh? Hiện tại thì em vẫn tập trung là bán hàng online thôi ạ. Nhưng mà cái hàng của mình là chuyên về em sản phẩm làm gì? Về thời trang. Thời trang và một mảng thực phẩm, mấy cái hàng nhập khẩu đấy ạ. Rồi, mời cưng. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Trần Thị Thương. Em năm nay 26 tuổi. Em quê ở Bình Định ạ. Ở Bình Định hả? Dạ. Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mới đây ạ.
À tức là mới vô, chứ đâu phải là bạn này làm ở Sài Gòn rồi gặp nhau đúng không? Dạ không ạ. Mà là lấy chồng xong rồi theo chồng đó đúng không? Dạ. Hôm trước em đến em gõ cửa đó, thì đang là ở chung thôi, chỉ là qua thăm thôi. Còn sau khi em gõ cửa xong rồi thì hai đứa nó, ấy quên, hai em nó mới mời em đi ăn đám cưới. Dạ. Vậy á. Nhờ ông Mũ tới nhà mà tụi nó có duyên, có nghĩa là quyết định cái đám cưới luôn. Là quyết định đám cưới luôn. Dạ. Rồi hình như là bữa nay là cái đầm lùm xùm vậy là có tin vui luôn. Trời ơi. Chắc tôi phải mời ông tới gõ cửa thăm nhà. Em giúp ngay mà. Rồi tôi mà trời ơi. Tôi mà giờ có em bé là chấn động luôn á, ghi một kỷ lục Guinness đó. Ê, biết đâu có rồi sao giờ. Chị đã sẵn sàng chưa? Mày nuôi nha. Tao giờ hết sức rồi. Rồi, chị biết không, mặc dù là vậy nghe, nhưng mà bây giờ trước khi mình vô cái câu chuyện chính thì cho anh chia sẻ thêm chút xíu. Dạ, dạ. Chị thấy vậy thôi nghe, mặc dù Khánh á là không có đôi chân. Nhưng mà em đó nghe, có thể nói là một số cái em hơn Khánh, nhưng có một cái mà em thua bạn Khánh này là chị biết là cái gì không? Gì? Hít đất. Hay vậy chứ hít đất hả, trời ơi siêu vô địch luôn đó nha. Hít đất bằng đôi tay, em hít đất là thua luôn hả. Rồi là hình như em chả biết hít đất hay sao á. Thả giỡn hoài, biết chứ, biết không, làm gì không biết, biết không biết hả, trời hít đất dễ ẹt, làm gì không biết. Vậy nhưng hả? Mà bữa đó em hít có 3 cái à, còn Khánh hít tới 30 cái rồi. Ý chưa. Trời ơi. Rồi bây giờ nè, trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn nha. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, làm sao mà hai đứa gặp nhau. Trời ơi, em đã nghe rồi, bây giờ phải để kể cho chị nghe. Chị không, em chưa nghe luôn đã... Ủa trời, cái bữa đó em không có tâm sự luôn á hả? Không, bữa đó là hỏi về cái chuyện khác. Ồ, vậy hả? Cho nên là hai đứa là phải phải kể về cái cơ duyên nào mà gặp nhau á, đúng không? Bữa đó không dám, bữa đó e thẹn lắm, không có dám gặp em, mới núp núp sang nhà không à. Vậy hả? Bữa nay mới thanh thiên bạch nhật đúng không? Danh chánh ngôn thuận đó chị. Hả? Bây giờ gặp nhau sao nè? Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á, đầu năm tháng bằng tháng 3 mới đây hả? Dạ, tháng 3 2022 ạ. 2022 là mới đây ha. Dạ. Thì vợ em mới lúc đó là em cũng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu thì do là không có đến được với nhau, thì lúc đó em cũng trong cái khoảng thời gian mình cô đơn rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook thì em thấy một đoạn tin nhắn viết rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em bấm đọc. Em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em thì em thấy rất là xúc động. Thì bạn có chia sẻ là, vợ em có chia sẻ là em đã biết anh cách đây từ năm 2019 rồi. Nhưng mà do là cứ theo dõi em, nhưng mà trong một lần tình cờ đang lướt Facebook á, thì lúc đó vợ em đang làm việc tại Nhật. Năm 2018-19 thì vợ em đang ở Nhật. Thì đang trong lúc rửa chén, ăn cơm xong rửa chén thì lướt điện thoại thì vô tình thấy một cái đoạn video clip của em mà đang được một người bạn cõng á. Bạn em cõng đi chơi đó. Thì bạn ấy tò mò. Vợ em ấy tò mò là sao anh này không có chân vậy, sao anh có thể sống được. Rồi nếu như anh ấy sống thì anh sẽ cuộc sống sau này anh như thế nào. Rồi nếu có vợ có người yêu thì không biết sẽ như thế nào ấy. Rồi bây giờ mình hỏi luôn đi. Dạ. Rồi bây giờ anh hỏi vợ luôn nè. Đó, cái lúc đó thì em chia sẻ cụ thể đi. Lúc đó là em suy nghĩ gì nè. Rồi em lý do gì em lại viết thư chẳng. Dạ. Thì lúc mà em đang gặp được ảnh cơ duyên đó là em đang là thực tập sinh, em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em tới một đoạn clip của chồng của em. Lúc đó là ảnh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là thì do em mất đôi chân là do em bị tai nạn. Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cưa đôi chân. Xong rồi em nhìn trên đó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên rồi mất đi đôi chân, em chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh. Cũng không có, em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Và vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đăng về chàng trai đó. Rồi lúc đó em thấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm, khuôn mặt lúc đó kiểu chắc là vừa mới bị thôi. Thì em cảm thấy là lúc đó mình trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi. Thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào và mình phải vượt qua nó như thế nào. Mình có rất là nhiều, mình như thế này mà mình có rất là nhiều cái áp lực, cái mệt mỏi, cái sự cô đơn nữa.
như chồng em thì với lại lúc đó em cũng cũng ở trong tình trạng là cô đơn thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó, nhưng mà người như thế rồi người ta có một người nào đồng hành cùng hay không, thì hay là người ta chịu cô đơn như vậy thôi, thì em tò mò. Nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiều đỡ em tìm hiểu thêm, vậy là vô tình em bị mất cái thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh, vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà như vậy thì để cho chị hỏi xíu là cái lúc mà em viết tin nhắn cho anh á, dạ, thì là sau đó là em có trả lời với bạn đúng không? Dạ đúng. Em trả lời rồi tụi em tin qua tin lại như vậy được bao lâu thì bị mất liên lạc? Không. 4 năm liền là em bị mất liên lạc, chưa có nhắn tin, chưa hề hỏi han. Chỉ mới có ngưỡng mộ trên. Dạ. Đấy là trong thâm tâm là hình ảnh của chồng của em là xuất hiện trong đầu của em. Là từ cái clip đó em bắt gặp hình ảnh của chồng, khuôn mặt của chồng em thôi. Là suốt 4 năm đó là nhiều lúc em cứ thỉnh thoảng dù vô tình em lại nhớ về cái hình ảnh đó, không biết vì lý do gì. Hay ủa là... chứ cái tin nhắn đó là sao? Là đến 2022 mới vô tin nhắn chờ. Vậy đó hả? 4 năm sau em mới gặp lại ảnh cộng trên Facebook. Có nghĩa là gặp trên Facebook thôi. Dạ, đúng rồi. Tức là coi như em gặp lại trên Facebook rồi bắt đầu em nhắn cái tin đó. Dạ đúng rồi. Là lúc đó em vẫn còn ở bên Nhật Bản. À, dạ, vậy đó là hả? Em là làm một lần luôn là 5 năm ở bên Nhật Bản, chưa về Việt Nam lần nào. Rồi là cũng chưa có cơ duyên gặp ảnh, cũng chưa biết về ảnh luôn, nữa đỡ tìm ảnh. Vì em lúc đó biết chồng em là chưa biết tên tuổi, chưa biết quê quán, mà làm sao em tìm được ảnh. Với lại xong rồi 4 năm sau, năm 2018 là em mới gặp, 19 là mới gặp ảnh trên Facebook. 2022 là em lại gặp ảnh một lần nữa là trên Facebook truyền thông lại đưa tin về ảnh nữa. Là lúc đó đưa tin là ảnh đã là một chàng trai bước qua khoảng thời gian mệt mỏi đó rồi, là chàng trai truyền nghị lực Tô Đình Khánh, viết tên là Tô Đình Khánh, TikToker. Em mới là đích thân, em đi tạo một cái nick TikTok để em tìm cho bằng được ảnh. Nhưng mà em nhắn tin là em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại ảnh là em vội vàng em là để em nhắn tin cho bằng được. Nhưng mà TikTok thì không cho em trả lời qua lại với nhau. Thì em phải, em không biết sao thì em phải vào Facebook em kiểu kiếm, phải kiếm cho bằng được chồng mình. Xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thử có ra không, nhưng vô tình lại hiện anh lên. Lại hiện cái nick Facebook của anh lên. Cuối cùng em suy nghĩ là bây giờ nhiều năm rồi sao cái hình ảnh xuất hiện mà mình muốn nhắn quên được ha. Dạ, dù mình muốn nhắn là mình xúc động quá, mình vui quá vì lại gặp lại anh sau nhiều năm, nhiều năm mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn anh đã cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài như vậy. Rồi chúng em cũng chỉ là động viên anh đỡ anh phải vui vẻ lên, rồi cứ là như vậy thôi. Em nhắn xong rồi em lại một tin thôi. Lúc đầu tiên là em nhắn xong em làm xó. Em bảo là không biết là mình có nên nhắn hay không. Thì nhưng mà cuối cùng vẫn nhắn. Em gửi đây xong rồi em nằm em chờ phản hồi về của chồng em. Bao tôi. Lâu Khánh mới phản hồi? Dạ sáng hôm sau vợ. Dạ, tối hôm đó là đúng là ngày Chủ nhật. Em đi làm về là hôm sau em được nghỉ về cả ngày. Tối hôm đó trời mưa là em về, em vừa mưa là em ướt hết cả người luôn. Em về em mở Facebook lên, nghỉ vô tình cũng như cô sợ cô đơn lướt Facebook thôi. Thì bắt gặp chồng là em nhắn, nằm cả đêm em nằm em thao thức em chờ. Dạ, hôm sau là chồng em phản hồi là rồi chồng nhắn cái gì? Dạ thì cũng nhắn giống như là chào em, rồi anh cảm ơn em vì đã nhắn tin cho anh. Anh cảm ơn em vì những cái lời động viên của em vậy đó. Cũng như là một người bạn, hai người bạn bình thường. Xong đó hai đứa nói chuyện, em cũng nhắn tin cũng ít chứ không có nhiều, thì nhắn qua nhắn lại xong rồi bắt đầu nói nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó em có nói cho Khánh biết là em đã theo dõi Khánh 4 năm nay không? Tức là chờ đợi cái sự gặp lại là cả 4 năm nay rồi. Dạ có. Tin nhắn đầu tiên em đã nói là trời em cảm ơn thầm cảm ơn trời cho em gặp lại anh bao nhiêu năm rồi em mới gặp lại anh. Nên là trời ơi. Dạ. Lúc đó Khánh sao Khánh? Xúc động lúc không đó trời? Với em thì lúc đó em hàng ngày đều check những cái tin nhắn chờ, bởi vì em có rất là nhiều những người mến mộ, họ nhìn thấy cái nghị lực của em ấy, thì họ sẽ cần đến em, đôi lúc họ cần cái sự động viên. Thì em cũng thỉnh thoảng check, thì em check trong cái đó thì có tin nhắn của vợ em. Thì vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác. Thì những người khác thường thường họ sẽ là cần ở chỗ em một cái gì động lực để mang đến cho họ. Thì ngược lại thì em đọc được cái tin nhắn của vợ em thì lúc đó bạn nhắn một tin rất là dài. Đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài, thì mình thấy một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Thì em đọc được, bạn ấy bảo là em đã gặp anh từ năm 2019, nhưng là do một lần tình cờ mà lửa chén xong mất đi thông tin của anh, không biết làm sao để tìm anh á. Thì sau 4 năm làm việc tại Nhật thì vô tình lại hôm nay thấy lại clip của anh, em rất là vui và xúc động. Mình cảm thấy cái
thể hiện cái sự xúc động của bạn ấy trong từng dòng tin nhắn ấy, thì mình thấy là mình tự nhiên có một cô gái đang viết một tin nhắn rất là xúc động cho mình. Thì tụi em cũng bắt đầu từ đó là em trả lời, rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại, thì cũng hỏi thăm sức khỏe của em bạn ở bên Nhật như nào. Rồi mình cũng lúc đó em không biết là bạn ở Nhật đâu. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu, rồi hiện tại làm công việc gì đó. Thì đầu tiên là cảm ơn, rồi xong mình hỏi đó, thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi. Thì em mới hỏi là ủa xa là đâu em, thì bạn bảo là em ở Nhật Bản. Thì anh bảo là vậy thì khi nào có dịp về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi hoặc gì đó thì anh em mình làm bạn. Đó, thì thực sự cũng lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu. Có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em ấy, đang là mến mộ em thôi. Thì em cũng không dám nghĩ nhiều. Thì mình cứ... mời cái về là của về luôn. Dạ, thì trong thời gian nói chuyện với nhau thì bạn cũng có những cái nỗi buồn, cũng có những cái tổn thương. Đó, thì hai đứa kiểu đồng cảm được với nhau. Thế là cùng nhau chia sẻ đâu đó 2 tháng á. Thì bạn mới nói, vợ em mới nói là em Tết này cũng muốn về Việt Nam để ăn Tết. Rồi có gì rồi em sẽ thăm anh luôn. Thì mình cũng mừng là có thể sẽ gặp được vợ. Lúc đó cũng không nghĩ gì. Thì sau cách 1 tháng, quen từ tháng 3 đến tháng 4, rồi đến giữa tháng 4 là bạn bắt đầu quyết định là em sẽ về Việt Nam luôn. Thì lúc đó em cũng không biết sao mà giống như kiểu là không biết ai bật đèn xanh hết, nhưng mà lúc đó em cảm thấy em thích vợ em. Xong rồi là cái hôm mà em đến gõ cửa thăm nhà là lúc đó là em đã về ở chung nhà rồi là về được bao lâu rồi? Dạ em về được lúc đó. Ủa em cái lúc anh tới gõ cửa thăm nhà là mới em mới về đó đúng không? Dạ. Tại vì là đúng rồi. Tháng năm là vợ em đầu bay từ Nhật Bản về Việt Nam. Sau đó chỉ về nhà thăm nhà 1 tuần thôi. Sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi bắt đầu là em sắp xếp cho làm việc cho em luôn. Có nghĩa là em kiểu như muốn tạo điều kiện cho để hai đứa tìm hiểu á. Thì trước khi mà về Việt Nam á thì em có nói chuyện với Thương, lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau á. Em nói là bây giờ em cứ về đi. Nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh á thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh á thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em. Để là mình không muốn, thực sự lúc đó em trải qua những cái mà cuộc tình trước rồi, em không muốn đau thêm một đúng lần rồi nữa. Em không muốn và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa. Em mới nói thì vợ em rất là, gọi là em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ. Thì cái này em nghĩ là chắc vợ em kể là sẽ tốt hơn. Sao Thương? Dạ. Thì như lúc mà vợ chồng em tìm hiểu nhau á, thời gian mà hai đứa nói chuyện ở bên Nhật Bản thì cũng qua lại nói chuyện thì em cũng không biết là anh bị tổn thương trong cái mối tình trước là vì gia đình cấm cản. Sau đó một thời gian nói chuyện thì em mới hỏi là, anh mới hỏi em là có yêu chưa, thì em bảo là chưa. Lúc đó em thật sự là mấy năm trời ở bên đó là em không có quen. Xong rồi em mới bảo em chưa. Hỏi anh thì anh quen, anh có người yêu chưa. Thì em cũng vô tình thấy trên Facebook của anh là có người chị bạn gái của anh vẫn có ở trên xuất hiện trên đó. Thì anh bảo là anh thất bại trong mối tình đó, tại vì gia đình cấm cản không cho anh. Anh cũng sẽ bước tiếp tới mối tình khác cũng sẽ như vậy. Tại vì có thể là người phụ nữ đó mạnh mẽ, yêu anh thật sự, nhưng mà gia đình thì không cho phép. Thì nếu mà sau này người nào bước tới, người ta cũng phải vượt qua điều đó. Thì em nghĩ là sau đó em nghĩ chồng em thì em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước. Thì em bảo là em không có nói thẳng với mẹ, nhưng mà em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái thì có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ, mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không? Mẹ em thì kiểu giống như là khi em nói ra những vấn đề đó thì mẹ em kiểu sẽ nghi ngờ, bảo là chắc là con mình có quen ai như vậy hết. Xong rồi mẹ em im lặng, mẹ em không có nói. Mẹ em hỏi là sao lại hỏi như vậy, là ai quen, thì ông bảo là con chỉ hỏi ví dụ là mẹ có con gái thì mẹ có chấp nhận hay không. Thì mẹ không trả lời. Thì mẹ em tới 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em. Mẹ nói là phải là con quen hay không đó, nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ chứ con không được giấu. Nếu mà thật sự con quen thì con hãy nói thử mẹ xử lý như thế nào.
Chứ còn đó là mẹ, con gái mẹ, mẹ cũng đồng ý. Rồi cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ có. Thì đương nhiên phải đồng ý rồi. Chị muốn hỏi là cái ngày mà hôm em đưa Khánh về gặp mẹ, gặp gia đình em á, thì cái ngày hôm đó như thế nào? Dạ, thì lúc em về Việt Nam thì cả anh chị em đều biết hết rồi, em nói hết. Thì đúng rồi, nhưng mà ý là cái ngày đầu tiên mà Khánh về gặp mẹ, dạ, thì hôm là đó em đưa Khánh về gặp mẹ. Dạ. Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp. Dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê là đi bắt xe lên thăm thăm chồng em. Rồi sao? Rồi cái hôm đó là sao? Hôm đó Khánh kể coi, Khánh kể. Thì khi mà vợ em chia sẻ em với tất cả mọi người trong gia đình á, lúc đó đặc biệt là mẹ, thì khi mà mẹ cho phép tụi em tìm hiểu nhau á, có nghĩa là em rất là vui. Rồi đến cái ngày mà Thương vợ em dẫn em về nhà chị hai để gặp anh chị, rồi gặp mẹ của Thương vào từ Bình Định vào, thì lúc đó em rất là sợ. Có nghĩa là mình sợ là, tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng khi mình sợ là em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình rồi đối diện á. Dạ, em rất là lo. Từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai đó, cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn. Thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì ngay từ rồi Thương cũng nói là anh hai rất là khó nữa, đến lúc đó em càng lại lo, lại sợ hơn nữa. Thì em mới bảo thôi bây giờ cố gắng thôi, bây giờ mình không đối diện thì chắc chắn là không biết khi nào, chắc chắn mình phải đối diện thôi. Thì khi đó em lên, thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời còn mưa phùn phùn đó. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Đầu vào nhà rồi gặp anh chị thì anh chị cũng niềm nở, rồi hỏi thăm mình vậy đó. Thì em thấy là rất là gần gũi. Rồi từ đó em cảm thấy là tự tin ha, tự tin mình hơn. Tự tin. Cho đến lúc gặp mẹ thì sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Em nghĩ là thật ra là trước đó là Thương cũng đã cho xem hình, cho xem clip của Khánh rồi đúng không? Thật ra là Khánh cũng có rất là nhiều video clip lan tỏa trên mạng. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Tại lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em, xong em vuốt mặt chồng em, xong em cảm thấy mình không có sợ, mình không có dị nghị về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền đúng không? Xong rồi em thấy nó rất là bình thường, tại vì nhiều người ta sẽ nghĩ là bước xuống đó nhìn thấy chồng mình như vậy là mình sẽ bị coi như lúc em là con gái bình thường mà cửa trẻ trung nữa thì sẽ bị xấu hổ, nhưng mà em không có thấy gì xấu hổ hết. Em thấy thương. Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết. Chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, mà gia đình của mình đón trở về á. Lúc đó em bảo là thôi, em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thương cứ sợ em là không đi được rồi phiền như nào đó thì em không biết, nhưng mà lúc đó Thương xuống sân bay là em chủ động em ra đón. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Nó coi như là nó là từ gọi là giống như từ trong chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi, tức là giống như là sắp đặt á, số phận sắp đặt hết rồi. Sau cái hôm đó là đưa về nhà làm nhân viên không, luôn không đúng không ạ? Từ mời về nhà làm nhân viên em luôn. Chỉ Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn, rồi bắt đầu sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Về gặp mẹ, xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô và với em. Là ở nhà em luôn? Không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em đó. Nói chung là em gọi là em sắp đặt làm sao đó để thuận tiện nhất, để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ mới được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách giữa nhân viên và đấy thôi. Ủa rồi cái lúc mà anh tới anh gõ cửa đó là lúc đó là trả nhà trọ chưa? Lúc đó là chưa luôn. Nói chung là lúc đó chưa trả nhưng mà vẫn ở bên chỗ nhà nhiều hơn. Lúc đó thì bọn em cũng kiểu là xin phép mẹ rồi, nói là bây giờ tụi con cũng muốn tìm hiểu sau khi mà gặp ở Gia Lai rồi á. Thì em con có hỏi
em có hỏi là giờ cũng gặp mặt rồi thì cũng nói chuyện với mẹ thì mẹ cũng đồng ý. Lúc đó mẹ nói là giờ bác không cấm cản hai con, chỉ mong hai con yêu thương nhau rồi chăm sóc nhau thôi, còn chuyện như là đấy là quyết định của hai đứa. Thì ngay từ lúc đó là bọn em quay trở lại Sài Gòn, bắt đầu là em rồi mẹ cũng xuống, mẹ cũng xuống cùng rồi em dẫn đi khám. Lúc đó xuống thuận lợi luôn tiện đi khám rồi em cũng dẫn đi, rồi em cũng muốn thể hiện một cách nào đó mình có thể lo được cho bác nữa. Thì em dẫn đi rồi hôm đó về nói chuyện với ba mẹ em nữa, thì hai gia đình nói chuyện với nhau thì mẹ cũng đồng ý cho bọn em qua lại. Thì từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi nhà. Từ lúc Thương từ Nhật Bản về đến đây. Có nghĩa là tụi em sống bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của của Khánh á, là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng tháng 6 đến tháng 7. Đúng là một tháng. Một tháng. Dạ, đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Đúng rồi. Đấy là sau là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ của vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó, thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ, vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó, thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó em muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em cũng rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Thật ra nghe em thì cuối cùng thì gấp con nhanh quá cơ. Hay nè. Em có nhớ trước khi mà kết thúc cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà anh có chúc hai vợ chồng không? Anh có chúc em nhớ không? Thành ra em mới nhắn tin cho anh đó, cái hôm mà em bảo anh tin vui đó. Em thì đây là có bằng tốt nghiệp ông Ngụ là cũng lâu rồi, cách đây 10 năm rồi. Cái bằng hồi bữa hôm nay là mới có thêm cái bằng ông Bói nữa. Ông Ngụ là 10 năm nay rồi. Hỏi gì? Thật ra là anh cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái tin đó của em mà sau đó là nhận được một cái đám cưới của em. Tại vì anh nghĩ tại anh thấy nó quá nhanh. Anh thấy nó quá nhanh và anh nghĩ là nó phải thêm một thời gian nữa. Nhưng mà thôi hôm nay thì mới biết tại sao là hai anh chị lại nhanh đến như thế. Đúng không? Nhưng mà anh sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Đúng rồi. Đúng không? Thì hôm nay anh gặp hai vợ chồng thì anh muốn hỏi hai đứa là cái cảm xúc của hai vợ chồng cái phút giây mà đi chọn đồ cưới. Mặc đồ cưới đó. Chứ chọn, đi chọn đồ cưới, chọn quần áo rồi đó, đi rồi. Rồi sau đó là mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới bọn em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc đồ cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được. Nhiều khi em xúc động và nhiều khi nhìn mình thấy là vợ như công chúa luôn á. Mình thấy là tại sao mình, em tự hỏi mình là tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi vì cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Mà đẹp mà đẹp trong khe. Đúng rồi. Đẹp như thế. Phúc hậu hiền hậu vậy đó. Vậy là em là may em mắn biết sao không? Em biết... chắc cũng là con của quan chức ở đâu trên trời. Chị biết không? Tại sao mà em hỏi như vậy là bởi vì cái video clip mà hai bạn thử đồ cưới á, nó được lan tỏa rất là mạnh. Với một cái lượt chia sẻ đâu là mấy ngàn đúng không? Và TikTok cái lượt TikTok rồi Reel, Facebook rất là mạnh. Thì qua video clip đó thì có rất là nhiều những comment mà tích cực, giống như là bạn hãy cứ tin. Đúng rồi. Hãy cứ tin bằng tình yêu là nó không có một sự phân biệt nào cả. Chúng ta cứ yêu, cứ đến với nhau và sẽ thành đôi. Đúng rồi. Đó là cái comment mà anh đọc được. Nói chung là khi mà em chia sẻ cái thông tin em lấy vợ thì, và đặc biệt là em rất là đặc biệt nữa, khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt là em lại không có quần. Kiểu như là bình thường các chú rể khác thì sẽ có áo sơ mi, áo vest rồi có quần tây này, nhưng em thì chỉ có thuê một cái áo vest thôi. Đó, thì khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh, bởi vì là trên cuộc đời này rất là ít mình có thể là mình đôi khi họ mọi người thì là nó như là câu chuyện cổ tích thôi, không có thật ở ngoài đời. Nhưng mà khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là
mình giống như mình lan tỏa câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống mà phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Và vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Đó, thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Đó. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Thế rồi hôm nay là hạnh phúc với các bạn. Có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Đẹp quá, mối tình này đẹp quá. Chị biết không có muốn qua cái trang 2 đó. Nghe nhưng nè, mà giờ thương không... á, các bạn thương nè, cái lúc mà em đến á, đến gõ cửa là chỉ là mới là người yêu thôi. Chị bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Còn bây giờ bạn ấy đang có em bé cho nên bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Hai cái nét đẹp nó khác khác nhau. Nhưng mà nói chung là đẹp. Rất đẹp. Thì bởi vậy bây giờ chị nói thiệt với em là không muốn hỏi phần 2. Chị không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được chị ơi. Nhưng mà không hỏi phần 2 á là chương trình họ không có phát lương cho mình. Đúng. Thằng Khánh nó như thế nào đi nữa nó có tật xấu. Cho nên là phải có cái phần 2 đó, gọi là chương 2. Và sau khi mà bước chân về với nhau, cởi bỏ cái áo cưới ra để khoác vào tấm áo một người vợ, một người chồng và sắp sửa là một người mẹ. Đó. Đó thì là có phát hiện ra cái gọi là tật xấu với nhau. Tật xấu đi chị ơi. Đó. Tật xấu đó. Xấu hả? Cho dù là có yêu thương, cho dù có hy sinh cỡ nào đi nữa, tôi không tin rằng là cô ấy là hoàn hảo, không có tật xấu. Đúng không? Ủa là giờ em đang hỏi Thương hay là em đang hỏi Khánh? Hai đứa luôn. Đó. Giờ Khánh. Chị đang hỏi Thương về Khánh đó. Vậy hả? Giúp em hỏi Khánh trước đi. Đó. Đứa nào nói trước? Thương nói trước đi, người ta là phải nữ trước. Đúng rồi. Cho hai mẹ con nó nói trước. Nói về tật xấu thì như là nói mọi người nói không có thì cũng không đúng là chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một chỗ được. Thì khi mà đi làm về vận động nhiều quá vết thương nó sẽ bị đau. Thì sẽ kiểu giống như là mệt quá không đi tắm nổi thì sẽ lùi tắm. Thì đó tưởng như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Với chồng em đó là khuyết điểm. Với em cảm giác cái sự yêu thương của mình nhìn chồng mình nó nhiều quá nên mình nhìn đó là khuyết điểm. Chồng em thường như vậy. Kiểu chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Kiểu quan tâm nhiều hơn. Đủ giống là em không còn nhờ thì em cảm thấy là đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Đi làm về anh cũng quán xíu người kia anh đi làm. Anh lo cho gia đình, lo cho vợ xong rồi về nhà. Ví dụ em cảm thấy em ăn cơm xong anh có thể nhắc anh rửa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó. Thì hôm nay quá đi. Đang trời lạc đề luôn. Đang là phần kia. Rồi, nha. Cái phần như là tính xấu mình làm trong chương trình khác. Quên, tính đẹp chứ tính tốt. Là mình làm trong chương trình khác. Còn đây là thời khắc. Đó, để mình khui những cái tật xấu của ổng. Chị biết nó lạc đề đó, bé Thương lạc đề mà tại vì nó dễ thương quá nên chị cứ để chị nghe vậy đó. Ha, nhắc lạc đề cái em biết luôn. Em cũng nghe luôn đó. Giờ chồng em được cái nữa là như hay nhõng nhẽo nữa. Trời ơi, giờ về là nhõng nhẽo kiểu giống là mệt lùi cái là bắt đầu giờ chứng lúc chưa men ghê lắm nhưng mà về tới nhà là bắt đầu nhõng nhẽo. Xong rồi nhõng nhẽo với vợ đó phải không? Xong rồi lùi tắm là bắt đầu bảo là vợ có thể lấy cái chanh không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi anh không thể đi. Xong rồi bảo lấp liếm cái chuyện đó bằng việc là anh không thể làm được chứ không phải là giờ anh quá mệt rồi anh không thể trường đi nữa được rồi em có thể giúp anh được không, là anh ở dơ anh nằm lại luôn em chịu không được, em chịu em không có chịu thôi. Em bắt buộc phải đi lấy canh lau cho chồng em rồi cho anh thoải mái hơn. Lúc thấy thương là mình phải đi lau rồi chồng giục đồ giục thì về giường đó thì cũng bỏ lung tung quá thôi rồi em cũng phải đi lụm rồi đi giặt cho ảnh thôi. Nhưng mà nói chung á là bây giờ vợ đang có bầu rồi, giờ muốn làm biếng cũng đâu làm biếng được nữa. Đúng không? Đó. Thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là không phải thay đổi mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em luôn có một điều là giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ buồn bản thân mình lúc có em về làm là vợ xong rồi bây giờ có cơ duyên có con.
anh cảm thấy anh nỗ lực nhiều nhiều hơn nữa. Mà lúc vết thương bị đau bảo anh nghỉ thì anh cũng không chịu nghỉ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được. Về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị đi co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Xong rồi em rất là sợ chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi, vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh hay là gì đó, em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được. Nên em muốn chồng em là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Nói nữa đi. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được. Em luôn hài lòng, em không phải là muốn cho vậy mình nuôi thật nhiều tiền, phải thật giàu có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Em chỉ muốn bên cạnh anh, muốn được gặp anh, muốn anh khỏe thôi. Vậy em muốn chồng em thay đổi hay gì hết. Không. Cưng dễ sợ. Đang sống mà khóc. Ra thì rồi em chia sẻ thì đôi khi kiểu như em là con người rất là kiểu như là tham công tiếc việc ấy. Mình muốn làm để mình lo được cho gia đình, bản thân mình rồi bây giờ có vợ có con nữa, mình cũng lo nhiều hơn. Thì nên là nhiều khi mình ít dành thời gian cho vợ nhiều nữa. Nhưng mà nãy vợ nói cái đó là em thấy hợp lý không? Dạ có. Ừ. Thì dạ. Đó người ta mong muốn vậy thì mình đáp ứng đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Ừ. Ủa nhưng mà bây giờ là công việc của Khánh vẫn làm tại nhà chứ có làm ở đâu nữa không? À, nói chung là vẫn làm tại nhà. Tại nhà nhưng mà hiện nhưng tại mà cái đó là cái chỗ mà mình làm việc thôi. Không, bây giờ em mới chuyển sang một cái chỗ khác rồi. Ừ. Dạ, có nghĩa em bây giờ mà làm một chỗ và về ở một chỗ. Dạ. Làm một chỗ về một chỗ. Dạ. Gần không Khánh? Cũng gần ạ. Nói chung em đi qua được 5 phút thôi. Ừ. À, hiện tại em bây giờ mới vợ về ở với bố mẹ. Ừ. Dạ, thì còn em thuê một cái văn phòng khác để mình làm việc ở đó. Nhưng mà Khánh hiểu không? Dù là nó gần thiệt nhưng dạ. Nó vẫn là không phải là cái nhà của mình. Yeah. Nó vẫn là cái chỗ làm việc. Yeah. Thì mà tại vì vợ em rất là lo. Yeah. Đó. Nhưng mà bây giờ là Thương đâu có ra làm với chồng không? Dạ có, là... em có làm nhưng có mà hiểu giống như là vợ chồng em đi làm thì vẫn livestream nói livestream cả ngày cả đêm. Chỉ như làm mà có đêm thì làm tới 10 giờ, 11 giờ. Bây giờ hiện tại bầu em cũng vẫn đi làm cùng chồng. Hôm nào em mệt quá thì em mới ở nhà. Hôm nào anh mệt thì em bảo ở nhà mà anh cũng không chịu. Nói chung là vợ em xót á. Dạ, vợ em xót á. Thà ví dụ em nói thì vợ nó sẽ không lo nhiều, còn này là cứ em không nói em chịu đựng á. Dạ. Nên là vợ rất là lo, rất là sợ. Tại tính em là mỗi khi em bị gì đó em ít khi chia sẻ cho người khác, sợ người ta lo lắng và buồn á. Mình cũng giống như là cái điểm yếu của em. Mình lo cho người ta, cuối cùng là để cho người ta lo lại cho mình á. Bây giờ tới Khánh đi. Đó, tới Khánh đi. Vợ có gì xấu không? Vợ em á. Thực ra vợ em thì em định không hỏi á chị. Mà thấy nó không đẹp hỏi quá, mình đẹp không có lương luôn. Cái chương trình này nó ngộ lắm. Mình sai một miếng phọc mát là mình sẽ bị khiển trách rầy la, cho nên là buộc lòng là mình phải hỏi thôi. Gắng đào bươi bới móc gì đó mấy cái thật xấu của vợ nó nói với em. Vợ em thì thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là hay kiểu như là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, có nghĩa là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm lại không có đúng giờ, kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng vợ thì vẫn cứ ung dung, vẫn cứ là không có gọi là chịu follow theo mình ấy, kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là livestream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi. Dạ. Phải chưa xuất hiện. em nói là ơi hôm nay là mình livestream vào 7 giờ này. Nhưng mà 6 giờ vẫn đang ngồi bấm, 6 rưỡi vẫn đang ngồi bấm điện thoại này. Rồi đến giờ live rồi vẫn chưa có gì, có là sự chuẩn bị luôn đấy. À, chỉ có như thế thôi. Còn vợ em thì rất là nói chung chỉnh chu từ cái bếp núc cho đến mọi thứ, thì em thấy là chưa. Rồi cái đó là khen rồi đó, cái đó đặt khen đề rồi, không cần khen. Bây giờ nó chứ phải hai chồng này đặt đề hoài à, làm như nó mới coi chương trình này sao. Ý là cái phần đã nhất luôn á. Yeah. Mà nó nghe nè, cái lúc mà em like á, em thì quá quen rồi. Yeah. Em là chuyên nghiệp rồi mà vợ bắt đầu mới vô like. Yeah, phụ. Yeah. Mình thì có hợp không? Yeah. Có khớp không, hay là có những cái trục trặc gì không? Có những cái mà vợ em bị
ảnh hưởng khi mà họ, vì vợ em chưa quen với cái việc mà live stream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao, đôi khi là vợ em thì có những cái đôi khi bình luận không có hay hoặc những cái bình luận không tốt á, rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè, dạ, rất hay khóc nhè. Ờ, chịu không nổi, đọc không chịu nổi những cái comment nữa, chê. Dạ, là hay bị mọi người có những comment họ chê á, bắt đầu là khóc. Khóc tự nhiên khóc trên live stream vậy đó. Vậy cũng là thật xấu luôn. Không chịu đựng nổi được áp lực của comment. Dạ. Cái đó cũng